Thông tin mới nhất về siêu bão số 3 Iagi. Sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km một giờ, giật trên cấp 17, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km về phía Tây từ chiều nay siêu bão Yagi ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh gây gió mạnh vùng biển Cô Tô Đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Sóng biển cao gần 2 m sau tăng lên 3 đến 5 m biển động dữ dội. Từ tối và đêm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội từ gần sáng ngày mai mùng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 cấp 12 giật cấp 13, sóng biển cao từ 1 đến 3 m, biển động dữ dội. Trên đất liền tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, thành phố Ung Bí, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu có gió mạnh cấp 5 cấp 6 sau tăng lên cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 cấp 10 giật cấp 11. Do ảnh hưởng của siêu bão từ đêm ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 9, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên đến trên 400 mm gây lũ trên các sông suối, các ngầm tràn giao thông, ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, các tuyến phố, lũ quét và sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đang thi công, bãi đổ thải than.